Thầy mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em nhỏ. Chúc cả nhà một ngày mới thật là bình an và vui khỏe. Hôm nay hay chia sẻ cách làm một món bánh truyền thống mà thường hay bắt gặp trong ngày Tết, đó là bánh tét nhân thịt. Và đây là nguyên liệu của heo, gồm có nếp, thịt, đậu, lá dứa và trứng muối. Tất cả nguyên liệu thì heo đã sơ chế xong rồi. Nếp heo đã rửa, vo và để ráo. Còn thịt đó thì heo đã ướp gia vị. Đậu xanh heo cũng đã nấu và nêm vào đường, muối. Nước lá dứa heo đã xay xong, trứng muối heo cũng đã lấy trồng đỏ ra. Và bây giờ chúng ta cùng vào bếp làm bánh nha. Trước tiên heo sẽ cho vào chảo 1 kg nếp và 100g đường cát, 1/2 muỗng cà phê muối. Gói 2 kg nếp nhưng mà cái chảo heo hơi nhỏ cho nên heo sẽ xào trước 1 kg. Tiếp tục heo sẽ cho vào 400ml nước cốt dừa và 380ml nước lá dứa. Nước lá dứa thì heo xay sẽ hơi đậm đặc để lấy màu nó đẹp hơn. Cho nước cốt và lá dứa vào á, mặt nước xâm xấp mặt nếp như vậy là được rồi. Bây giờ heo sẽ mở lửa trung bình và mình sẽ xào, xào cho đến khi nào á nếp của mình á nó có cái độ kéo nhựa và ráo lại là được. Nếp của heo bây giờ đã ráo nước rồi và nó rất là dẻo luôn. Màu lá dứa lên thì cũng rất là đẹp. Nếp heo xào như vậy là được rồi, tại vì mình còn nấu nữa. Bây giờ heo sẽ để nếp nguội, heo sẽ đi vo nhân nha. Và đậu xanh heo thích ăn nhiều lắm cho nên heo sẽ vo nhân đậu xanh hơi lớn. Giờ heo sẽ dàn cho đậu mỏng ra. Cách nấu đậu thì dễ lắm. Mình chỉ cần cho đậu vào nồi xong rồi mình rót nước vào. Mặt nước cao hơn mặt đậu một lóng tay là được ha. Rồi mình nấu cho đến khi đậu của mình mềm và ráo nước rồi. Lúc đó mình sẽ cho đường vào và một tí xíu muối cho nó đậm đà. Đậu heo đã dàn ra xong, bây giờ thì heo sẽ để phần thịt lên. Thịt này là thịt ba rọi nè. Và trứng muối heo cũng chẻ làm đôi rồi. Nhà thích ăn trứng muối nhiều mình không cần chẻ ra đâu. Xong rồi bây giờ heo sẽ ốp hai phần lá chuối lại cho cái phần đậu nó kết lại với nhau. Quên nữa, lá chuối trước khi làm thì heo đã lau rửa thật là sạch rồi nha. Mình lấy hai cái cạnh lá chuối á, mình ém lại như vậy nè. Ém hai cái phần đầu và ém cái phần thân luôn, rất là dễ. Rồi để muốn cho cái nhân nó chặt hơn, heo sẽ dùng tay để bóp chặt lại. Nhân đã kết chặt rồi, thì lúc này heo sẽ lăn qua lăn lại cho cái nhân của mình nó được tròn. Heo đã vo được một cái nhân rồi, bây giờ tiếp tục heo sẽ vo hết phần nhân còn lại. Nhân đã xong, giờ heo chuẩn bị gói bánh nha. Heo sẽ lấy ra cái lá của mình một lượng nếp vừa đủ. Nếu cả nhà mình thích ăn cái vỏ bánh dày á, thì mình làm cái độ dày tầm có khoảng 5mm. Như vậy khi mình nấu á, nếp nó nở ra là vừa. Rồi mình sẽ dàn nếp ra thành hình chữ nhật như vậy nè. Và khi gói bánh tét á, thì chúng ta có 3 cái lá chính nha. Cái lá ở trong á, là cái lá để mà mình gói nè. Và cái nếp á, nó sẽ nằm trên cái mặt lá đậm. Còn hai cái lá ngoài á, thì heo sẽ xếp chồng lên. Và cái mặt lá đậm nó sẽ nằm bên ngoài, còn lá nhạt á, nó nằm bên trong. Để tí nữa mình gói á, cái mặt lá đậm nó ra ngoài nó đẹp lắm. Độ dài của lá còn tùy thuộc vào mình thách gói bánh lớn hay bánh nhỏ. Nếu bánh lớn thì lá nó dài ra. Xong rồi bây giờ heo sẽ cho nhân vào ở giữa. Dàn nếp sao mà cho cái phần nếp á, nó chỉ dài hơn cái phần nhân một tí xíu là được rồi. Sao này còn thiếu một tí xíu cho nên heo sẽ cho thêm. Và gói bánh á, thì heo sẽ dùng tay không nha, dùng bọc á, thì nó hơi vướng vấp lắm. Rồi bây giờ chỉ cần á, ốp hai cái phần nếp lại với nhau là được hà. Tại vì nếp của mình xào rồi á, nó có cái độ dẻo dễ làm lắm. Rồi mình sẽ ốp thật là chặt cái phần nếp lại, hai cái phần đầu và cả cái phần thân luôn. Nếu mà mình ốp cái nếp không chặt lại, khi mình nấu ra nó sẽ bị chạy không có ngon. Rồi bây giờ thì heo sẽ ốp hai phần lá hai bên lại. Lá hôm nay heo hái hơi dài nè, heo cắt hơi dài, cho nên heo sẽ cắt bớt. Mình lấy cái lượng lá vừa phải thôi à, vừa cho ôm đầu bánh tét thôi. Dư lá nhiều quá mình gói nó sẽ bị cộm ra, không có đẹp. Rồi bây giờ heo tóm hai cái viền lá lại và bóp cho nó thật là chặt vô cái đòn bánh của mình. Đó như vậy nè. Xong rồi á thì heo sẽ cốp cái đầu của cái đòn bánh tét lại và mình dựng đứng cái đòn bánh tét lên. Xong rồi á thì heo sẽ dùng một cái sợi thun nha. Và heo sẽ để cái sợi thun ngay giữa đầu bánh tét cho nó giữ cái lá lại. Tiếp tục rồi á thì cái phần đầu lá này nè, nó dài. Thì heo sẽ dùng cái kéo heo cắt và mình sẽ đo nè. Đó, đo từ cái mí nếp tới cái mí lá, miễn sao mà mình ốp lại vừa.
Xong rồi lúc nãy cái phần nếp của mình sau khi mình bóp lá thì nó cũng méo bên đây méo bên kia. Hay sao chỉnh cho nó đều lại. Phần nếp trên đầu đã đều rồi, bây giờ thì Hay sẽ cốp cái phần lá lại nè. Mình cốp như vậy để cho tí nữa nó có cái bốn góc vuông. Và đây là cái lá bịch đầu heo cũng đã cắt và lau rửa thật là sạch rồi. Mình chỉ bịch cái đầu cho nó vừa với đầu bánh tét thôi, mình đừng để lá bịch đầu dư ra. Tí nữa nó dư ra ngoài mình gói thì nó cũng không có đẹp lắm. Xong rồi thì bây giờ heo cũng dùng cái sợi dây thun, heo bịch trên cái đầu lại cho nó nhanh và gọn. Heo làm xong một đầu rồi, tiếp tục mình trở cái đầu ở dưới lên và mình làm cũng y như vậy. Mình đè nhẹ cho cái phần nếp của mình nó đều lại, rồi mình cắt cái lá dư bỏ đi. Rồi mình sẽ đè nén cho nếp của mình nó dẻ lại phần đầu cho nó tròn. À, khi gói cái phần bịch đầu này nè, mình sẽ ém cái phần á, lá mình xếp lại vào trước nha. Đó, như vậy á, cái đầu bánh tét của mình nó sẽ rất là đẹp. Rồi bây giờ tiếp tục, Heo sẽ bịch đầu bánh lại. Heo cũng lấy cọng dây thun, Heo bịch lên luôn. Rồi, như vậy là xong đầu bánh tét rồi. Heo đã gói được một đầu bánh tét rồi nè, rất là đơn giản luôn. Phần lá đậm mình đưa ra ngoài nè, nhìn đầu bánh tét mình rất là sáng. Và bây giờ thì cái bước này gọi là giống cái đầu bánh tét nha. Mình sẽ dùng sợi dây, mình sẽ xoay như vậy. Và mình sẽ nịt bốn cái thân, bốn cạnh của cái đầu bánh tét. Đó, như vậy là xong rồi. Rồi mình cột chặt lại. Cái phần giống dây này là mình giữ cho cái đòn bánh tét của mình nó cố định, để tí nữa mình buộc lại. Giống dây ở giữa này thì mình sẽ buộc hơi chặt chặt một tí xíu nha. Tiếp theo thì Hay sẽ cột dây cho bánh. Thường ở quê gói bánh tét thì hay dùng dây lát để buộc, nhưng hôm nay Heo không tìm được dây lát, Heo buộc bằng dây ni lông nha. Và cách buộc bằng dây ni lông cũng dễ lắm. Đầu tiên Hay sẽ gỡ bỏ cái sợi dây thun mình bịch đầu ra nè. Rồi bây giờ mình muốn cái sợi dây của mình nó nằm ở điểm nào thì mình sẽ dùng cái ngón tay mình đè cái chấu của sợi dây ngay chỗ đó là được ha. Heo buộc được một mối đầu tiên rồi nè, nhưng mà cái cọng dây cũng nó hết rồi, nó ngắn quá. Heo sẽ đi nối thêm một cọng dài ra. À, công thức xào nếp lúc nãy là dành cho 1 kg nếp á. Nếu như mà mình ăn nhiều hơn á thì mình sẽ nhân đôi lên, nước cốt dừa, nước lá dứa, đường và muối nha. Nói vậy là được xong rồi nè. Lúc nãy Heo gói đứng cho nên khó thấy, bây giờ Heo gói nằm như vậy cho cả nhà dễ thấy nha. Đó, mình giữ chặt cái ngón tay ngay sợi dây, xong rồi khoanh một vòng tròn và nhét cái cọng dây vào cái mé của cọng dây bên kia, rồi mình gịch lại. Đó, như vậy là mình đã được một vòng nữa rồi, rất là nhanh và dễ luôn. Và bây giờ tiếp tục mình sẽ làm thao tác như vậy cho đến hết đầu bánh tét. Và khi mình thắt mấy cái chấu lại á thì mình nhớ mình để ngay chân cái sợi dây giống như vậy nè, cho nó đè lên sợi dây giống để mình nhìn cho nó bắt mắt hơn. Bánh tét nhân đậu với thịt thì mình không cần xiết cái đòn bánh tét mạnh quá đâu. Mình chỉ cần cho cái đòn bánh tét của mình nó vừa chặt lại là được rồi hà. Tại vì tí nữa nếp nó còn nở ra nữa. Vòng cuối cùng Heo cũng cột xong rồi. Bây giờ thì để mình chốt lại sợi dây của mình thì Heo sẽ lòn qua cái đầu dây giống lúc nãy nè. Rồi, Heo sẽ cột cọng dây vào cái đầu dây giống này cho cọng dây của mình nó được chặt lại. Như vậy là xong rồi, đòn bánh tét của mình bây giờ rất là chắc chắn luôn.
Còn bánh tét hôm nay heo gói hơi bự cho nên nó mập ú ù như heo vậy á. Cái đầu dây mình cột lúc nãy trên này còn lại nè, heo sẽ cắt bớt lấy một đoạn và mình sẽ cột vào cái dây giống để làm quai. Vậy là heo đã hoàn thiện được một đoạn bánh tét rồi nè. Có quai đàng hoàng đẹp lắm luôn, cả nhà thấy có xinh không? Giờ thì heo sẽ tiếp tục đi gói cho hết cái phần còn lại của mình. Và đây là bánh tét heo gói xong rồi nè, được 8 đòn bự ú ù luôn, với còn dư một đòn nhỏ xíu. Cái đòn bánh tét nó mập coi nè, cả nhà thấy không? Mập như heo vậy đó. Còn ở này nếp dư nè, heo làm cái đòn nhỏ nhỏ xinh xinh vừa. Rồi giờ heo chuẩn bị đi nấu nha. Heo có chuẩn bị một ít lá dứa nè, heo sẽ cho vào đáy nồi cho nó thơm, xong rồi á thì heo sẽ để bánh tét vào. Mình sẽ sắp bánh cho nó kế bên nhau. Bánh sắp vào xong rồi, giờ heo sẽ cho nước vào và mình sẽ cho nước lạnh nha, nước bình thường hả. Mình đổ nước vào cho nước ngập mặt bánh luôn. Giờ heo sẽ đậy nắp lại và đi nhóm lửa nha. Hôm nay heo sẽ nấu bánh ngoài trời với lửa bằng củi nè. Heo che mấy cục gạch lên xong cho cái nồi bánh lên và nhóm lửa bằng lá dừa, mình cho củi vào. Giờ thì cũng trời sắp tối rồi, tối hôi à. Nấu bánh bằng lửa củi ngoài trời này á, nhớ hồi nhỏ gần Tết bà ngoại gói bánh là mấy anh chị em á xúm lại chơi ở ngoài sân á, rồi canh bánh tét với bà ngoại vui lắm. Đốt mấy cây rọi bằng mù u á, cắm xung quanh cho nó sáng, rồi mấy chị em ngồi chơi đánh banh đánh đũa. Đứa thì chơi cò cò, đứa thì búng thun, rất là vui. Giờ lớn rồi, ngồi canh nồi bánh có mình ơn hả. Cả nhà xem nè, ở trên trời á tối thui luôn rồi hà, có vài cái ngôi sao lấp lé kìa. Không khí hôm nay thì mát lắm, có vài em dế nó kêu vo ve làm sao á. Không biết cả nhà khi nhìn thấy cảnh quê như vậy có nhớ quê không ha. Bánh nãy giờ heo nấu được 1 tiếng rưỡi rồi và heo sẽ trở bánh lại nha. Hôm nay heo gói đoạn bánh hơi lớn cho nên heo sẽ nấu tầm có khoảng 3 tiếng. Tại vì á nếp của mình đã xào rồi cho nên nấu cũng nhanh lắm. Khi chọn mua nếp để gói bánh tét á, cả nhà nhớ mua loại nếp Thái hoặc là nếp Sáp á, nó sẽ rất là dễ nở. Sau 3 tiếng nấu bánh xong rồi á thì bây giờ bánh của heo cũng đã chín nè. Rất là thơm luôn cả nhà ơi, thơm mùi lá dứa. Giờ heo sẽ vớt bánh ra nha. Rất là nóng luôn. Cái cảnh vớt bánh này á là hồi đó bà ngoại đứng vớt vậy nè, là 5-6 đứa cháu á đứng xung quanh chờ sẵn rồi đó. Đợi bánh chín được á, mừng lắm luôn, biết là mình sắp được ăn bánh tét rồi. Bánh heo vớt ra xong hết rồi, và giờ này cũng hơn 10 giờ tối rồi. Giờ heo sẽ để cho tới sáng bánh của mình nguội lại, heo sẽ cắt cho cả nhà xem nha. Trời cũng đã sáng rồi mà bây giờ bánh của heo cũng đã nguội. Lúc này thì bánh của mình nó cũng đã rõ lại và thịt nó cũng rất là chắc rồi. Xem cái đòn bánh nó lớn á, một vòng tay của heo heo cầm không hết luôn. Còn cái đòn bánh nhỏ xíu này nè, thấy cưng á. Đòn bánh lớn này nè heo cân thử, nó hơn 1 kg luôn á. Rồi bây giờ heo sẽ lấy một đòn bánh tét để cắt ra, mời cả nhà thưởng thức với heo nha. Trước tiên thì heo sẽ cắt hết cái dây cột nè. Rồi mình sẽ lột luôn cái lá bịch đầu cho nó sạch đòn bánh. Rồi heo lột xong rồi, đòn bánh của mình bây giờ rất là gọn luôn. Cái phần lá ở trên đầu nè, nó ôm sát đòn bánh tét, nhưng mà nó hơi dày. Bây giờ thì heo sẽ cắt ra cái phần ở trên đầu này ra nha. Phần ở trên đầu này á, nó không có nhiều nhân. Heo sẽ cắt cái khoanh thứ hai. Bây giờ mình đã thấy nhân rồi nè. Cái màu của chú muối nó lên nó rất là đẹp luôn. Heo sẽ tiếp tục cắt những cái phần bánh tét này cho hết đòn luôn nha. Nếp rất là dẻo và khi nguội lại rồi cái bánh của mình nó chặt, mình dễ cắt lắm. Đây là cái khoanh bánh ở giữa đòn nè, heo cắt cho cả nhà xem nha. Nếp chín đều nè, rất là trong luôn. Và cái nhân á nhìn cũng hấp dẫn nữa.
Rồi vậy là heo đã cắt xong hết đoạn bánh tét rồi, rất là nhiều khoanh. Một đoạn heo cắt ra được 11 khoanh luôn. Đoạn bánh này heo gói hơn 1,5 gân tay của heo luôn á. Xong rồi, giờ heo sắp ra dĩa, mời cả nhà dùng với heo nha. Và đây là thành phẩm bánh tét nhân thịt trứng muối đậu xanh của heo. Heo có lấy một khoanh nè, cả nhà xem nè, nếp thì rất là chín đều luôn. Nhân đậu xanh thì nhiều nè, rồi có thịt trong đó nữa, có trứng muối nữa. Vỏ có màu xanh của lá dứa rất là nhẹ nhàng, nhìn rất là bắt mắt. Giờ heo sẽ lột bánh ra để mời cả nhà thưởng thức bánh với heo nha. Heo mời cả nhà. Cảm giác đầu tiên khi cắn miếng bánh vào miệng là cảm nhận ngay cái độ dẻo dẻo dai dai của nếp và hương thơm thoang thoảng của lá dứa, vị bùi, vị béo của trứng muối đậu xanh và ngọt của thịt. Kết hợp lại với nhau khi mình ăn vào miệng á, ngon đậm đà luôn. Vào dịp Tết thì mình thường có bánh chưng, bánh dày, bánh tét. Nhưng bánh chưng, bánh dày thì ở ngoài miền Bắc mới có. Còn trong miền Nam này chỉ có bánh tét thôi à. Cho nên bánh tét được gọi là một loại bánh truyền thống. Thấy bánh tét là thấy Tết ở miền Nam. Cách gói bánh tét thì rất là dễ. Mình chỉ có tốn thời gian là mình ngồi mình gói với lại mình nấu một chút xíu thôi à. Nhưng mà cái không khí gói bánh tét được nói chuyện với nhau nè, đông người nè, rồi ngồi canh nồi bánh tét bên bếp lửa hồng cũng rất là vui. Người lớn thì ngồi với nhau nhắc chuyện xưa, kể lại chuyện trong một năm qua mình đã làm được gì và thành công những gì và thất bại những gì để rút kinh nghiệm cho năm mới. Còn những bạn nhỏ thì vui đùa với nhau chơi những trò chơi dân gian. Không khí rất là đầm ấm và hiền hòa. Hy vọng hôm nay heo chia sẻ cách làm món bánh tét truyền thống sẽ mang đến cho cả nhà một món bánh tét để thưởng thức trong ngày Tết. Và khi thưởng thức bánh tét, chúng ta sẽ nhớ lại một tuổi thơ tươi đẹp và bình yên nơi quê nhà, nơi chốn mà chúng ta từng sinh ra và lớn lên. Thật an bình và ấm áp. Và video của heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em nhỏ thật là nhiều sức khỏe. Thích video xin cho heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký, cả nhà nhớ nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà ngon miệng với bánh tét nhân thịt truyền thống nha.